Rồi, xin chào các bạn. Thì hiện tại mình đang gọi cửa hàng Asset Audio cho nhóm Minh Khai ha. Và cửa hàng vừa mới lấy về một con chuột đến từ thương hiệu Alienware. Đây là con Alienware Elite Gaming. Thì bạn thấy là cái con chuột này bề ngoài nó rất hầm hố bạn ha. Nhưng mà mình khoan nói về con chuột này, mình sẽ cho bạn xem về cái hộp trước. Ok, đây. Đây là cái hộp đựng của cái con chuột Alienware. Bạn thấy không, nó làm cũng khá là to và cũng khá là hầm hố. Mặt trước của cái hộp này thì được in hình con chuột nè. Còn hai thêm cái miếng phụ nữa, đây là tên của cái thương hiệu Alienware. Thì bạn nào đã từng quen biết và những cái laptop chơi game của Alienware rồi thì bạn thấy là nó có một cái thiết kế tương lai hầm hố, nó không tin tưởng á. Ok, thì cái phiên bản mình trên tay là phiên bản màu đen. Mình không biết là còn màu nào hay không ha. Và nó ghi là Made in China, Trung Quốc, Trung Quốc. Cạnh thông của con chuột này thì một số những cái thông tin như là nó sẽ có đèn nền 16.8 triệu màu và nó có giải DPI lên tới là 12.000, một con số cực kỳ tuyệt vời. Và nó có cái IPS là 250, tức là nó cho cái tốc độ đọc chuột rất là nhanh để mà phục vụ những ai mà bắn game FPS thì bạn ly chuột có thì nó sẽ nhận tín hiệu tốt hơn. Rồi nó có lực nhấn là 50 gram cũng như là có tần số là 1.000 hertz. Và đây là mặt dưới của cái hộp ha. Thì nó thêm một số những cái thông tin thì nó được in ra nhiều thứ tiếng thì lát hồi mình sẽ nói sau. Thì mình có tham khảo giá bán của con chuột này á, nó rơi vào khoảng là 2.500.000. Ok, thì để mình xem coi là 2.500.000 thì con chuột này có cái gì ha. Ok, mình tháo ra rồi. Rồi xong, bây giờ mình sẽ nói về phụ kiện trước. Đây là tất cả phụ kiện đã kèm theo con chuột Alienware Gaming Mouse. Đầu tiên đó là mình sẽ có thêm hai cái miếng phụ như thế này ha, để bạn có thể thay thế và tháo rời thông qua cái kính 500. Thấy không, đây bên trong nó sẽ có cái 500 nè. Đó, riêng cái miếng này nó sẽ có thêm 4 cái chân chấu kim loại nữa, thì lát mình sẽ nói sau. Đó, như thế này ha. Rồi, tiếp theo đó là sẽ có hai cái tạ. Đây là hai cái tạ để giúp cho con chuột có nó sẽ đầm hơn, bạn xài nó sẽ chắc tay hơn. Rồi xong, quay trở lại về con chuột ha bạn ha. Đây là thiết kế con Alienware Elite Gaming Mouse. Thì bạn thấy nếu mà nhìn từ trực diện thì nhìn nó trông như là một cái khuôn mặt của một con ngôi hành tinh. Còn nếu mà nhìn xuyên thì bạn thấy là nó trông như một cái phi thuyền mà không gian thì nó đẹp ha. Và nó sẽ có hai tông màu pha trộn với nhau, đó là màu xám bạc titan và màu đen. Riêng cái phần thân này thì nó được làm phủ một cái lớp nhung bên sờ vào thì cũng rất là sướng tay. Mặt trên thì được phủ một cái lớp màu bạc này cho mình rất đẹp ha. Và mình sẽ có phía trên là cái phần con lăn, thì nó sẽ có phần ron cao su ở đây để mà con lăn nó sẽ chắc tay hơn và cái cảm giác mình lăn chuột con lăn này thì cũng ổn. Rồi bạn có thể nhấc qua nhấc trái như này ha. Đó, và trên dưới sẽ có một cái nút bấm để chỉnh mức DPI, bạn cũng có thể lắc qua lắc lại như thế này. Đó, và bạn thấy không, cái một lần mình thay đổi DPI thì nó sẽ sáng đèn để mà biết được là bạn ở nút DPI nào. Ok, đây là cạnh trái con chuột ha. Thì bạn thấy là đây có miếng nè, tháo ra. Đây là các phần bên trong của nó cũng có ba cái chấu kim loại ở đây 500, và bên trong nó sẽ có những cái chấu kim loại như thế này ha. Thì đây cái phiến, đây là cái miếng mà dành cho những ai mà chơi game mobile ha, cần có nhiều nút mà linh hoạt á, thì mình thấy không, nó có công cộng là 1 2 3 4 5 6 6 nút bấm. Tuy nhiên thì mình thấy là những bấm này nó vẫn bấm, mặc dù là cái độ nảy tốt á, nhưng mà mình thấy là cũng khá dễ bấm nhầm. Đó, khi mình gắn vào như thế này nó rất là chặt luôn. Đó, rồi, và cái miếng đi kèm theo này mình lấy bằng xem ha. Đây cái miếng thì cái miếng này thì nó sẽ ít nút hơn để dành cho bạn nào mà xài những cái tác vụ thông thường như là back nè, forward đó, thì bạn có thể xài cái miếng này. Rồi, đây là phần cạnh phải con chuột ha. Thì cạnh phải này thì nó trống quơ không có gì hết, mình có thể tháo ra và mình cho cái phần này nó sẽ dài hơn để bạn có thể tì tay như thế này ha. Thì mình thấy là khi mà gắn vào á, cái cảm giác cầm con chuột này mình thấy là nó chưa thực sự đá lắm, mặc dù là cái tay mình nó to. Tuy nhiên thì cái form chuột cái con này mình cầm thấy là nó chưa có sướng mà nó chưa được thực sự là ngon lành. Nếu mà không tin thì bạn có thể ghé AZ để mà cầm thử. Đó, cá nhân mình nghĩ là vậy ha. Rồi, bạn sẽ thấy đó là khu vực ở đây ha, có ba cái đèn LED RGB ở đây, nó nhảy đèn như thế này. Đó, bạn có thể tinh chỉnh thông qua một cái phần mềm. Thì khi bạn cắm chuột có cái lần đầu tiên thì bạn thấy là trên cái màn hình này nó sẽ có một cái thông báo nè. Nó ghi là nó sẽ tải một cái công cụ Control Center về để bạn có thể tinh chỉnh được cái màu sắc của con chuột này. Đó, mình sẽ ok ha. Sẽ tiến hành cài đặt cho bạn xem luôn. Bài bản luôn. Đó, con chuột 2.500.000 để xem coi là nó làm được cái trò trống gì đây. Ok, bây giờ mình sẽ mở lên ha. Đây là cái giao diện của cái công cụ mà điều khiển cái tâm màu sắc cũng như là một số những cái tính năng của con chuột liên quan này. Thì bạn thấy là cái color nè, là màu sắc nè. Đó, đây nó sẽ có hình dạng là 3D. Cũng rất là đẹp ha bạn ha. Lighting là màu sắc nè, macro là những cái phím nè, setting là cài đặt nè. Nói chung là mình thấy là cái giao diện này nó cũng đơn giản thôi, không có gì gọi là phức tạp hết. Bạn có thể tinh chỉnh được cái những cái hiệu ứng đèn trên con chuột này thế này ha. Đó, đây là one color nè, two color nè, rainbow là cầu vòng nè, bạn sẽ nhảy. Đó, và nhảy theo hiệu ứng. Rồi, thì đó là cơ bản về cái công cụ mà Alienware Control Center cũng như là cái con chuột này. Nhìn quay cho bạn xem lại gần cuối ha, cái form chuột nó. Ok, thì cái switch trên con chuột này là nó xài switch on ROM và nó cho tuổi thọ là 50.000.000 lần nhấn. Còn cái mắt đọc này thì nhìn nó cũng đơn giản thôi, cái mặt trước của nó là hai cái phích chuột lớn ở đây. Cái mặt đọc nhìn trong quờ ở giữa, nói chung là cái mặt dưới này nhìn nó rất là thường,
chả gì đặc biệt hết đó. Và cuối cùng là một yếu tố nữa là mình thấy là cái phần đích của nó nè, hay là gọi là hậu môn á, trên sức khỏe á, thì bạn thấy là liên quan có đi kèm hai cái cục tả ở đây nè, nó ban đầu á, để bạn thể nhét vào giúp cho con chuột nó sẽ nặng hơn, đậm hơn. Đây mình sẽ nhét vào ha, đây nhét vào như thế này, à nhét vào, bạn phải nhớ một lần đó, nó sẽ gắn vào ha, nhìn giống như là những cái hốc gió trên cái phi thuyền rồi đó. Như vậy là con chuột bạn nó sẽ nặng hơn, để bạn xài nó sẽ đầm tay hơn. Rồi thì đó là cái phần trên tay anh của mình về con chuột Alienware Gaming Mouse này, giá của nó là khoảng 2,5 triệu. Thì bạn nào có ý kiến về con chuột này thì bạn có thể comment bên dưới cái video, cũng như là bạn có thể cái asset để mà trải nghiệm thử ha. Xong nguyên bộ như thế này rồi, xin chào các bạn.